đó tôi liền thưởng thức, vừa xem tôi liền quay đầu bỏ đi. Thứ gì yêu ma quỷ quái, vẻ người không giống người, vật không giống vật, phái cừu tượng gì đó. Như Phật nói là tà sư nói pháp như cát sông Hàn. Là nghệ thuật cao cấp, là cảnh giới biểu diễn của pháp thân đại sĩ như Phật Như Lai. Chúng ta có thể thưởng thức từ chỗ này, có thể khế nhập từ chỗ này. Lợi ích đạt được đương nhiên bất khả tư nghị. Xã hội an bình, xã hội phồn hoa, có công hiến rất lớn. Những công hiến này thường có sự biến hóa rất thành đạt. Người hiểu biết rất tin tưởng, người tâm ý kịch bản nhìn không ra. Chủ thần núi tượng trưng sự có học vấn, có đức.